Lý Hải đưa vợ con về quê, tình cờ gặp Phương Trang, lúc cả ba thay đồ ra ao sen ai cũng nhìn. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ ở quán hủ tiếu, Phương Trang cùng vợ chồng nam ca sĩ đi thăm ngôi chùa và ao sen nổi tiếng của Tiền Giang. Lý Hải được mời tham gia chương trình Việt Nam Tươi Đẹp với địa điểm ghi hình là Tiền Giang quê hương anh. Nhưng cơ hội này, giọng ca Trọn Đời Bên Em đưa bà xã Minh Hà và hai con lớn đi cùng. Gia đình Lý Hải vào tiệm hủ tiếu nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, ăn sáng thì tình cờ gặp Phương Trang. Phương Trang cho biết quê cô cũng ở đây và đợt này cô đang về thăm nhà. Quán hủ tiếu này gắn liền với tuổi thơ của Phương Trang nên cô quen biết cả ông chủ. Nữ diễn viên tự tay chuẩn bị 4 phần ăn cho gia đình Lý Hải. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã. Vợ chồng Lý Hải ngỏ lời mời Phương Trang đến nhà nam ca sĩ chơi, cô hào hứng nhận lời. Mẹ của Lý Hải vui mừng khi con cháu từ thành phố về thăm. Vườn nhà mẹ ruột Lý Hải khá rộng, có nhiều cây trái. Sau đó các nghệ sĩ rủ nhau đi chùa Vĩnh Tràng. Họ không khỏi choáng ngợp trước vẻ hoành tráng của ngôi chùa được công nhận kỷ lục Guinness là công trình mỹ thuật độc đáo với sự giao thoa kiến trúc Á và Âu. Tiếp đó họ đến ao sen Gò Me thưởng lãm cảnh đẹp. Phương Trang tự làm stylist cho vợ chồng Lý Hải chụp bộ ảnh kỷ niệm. Hai Ri Won chưa thể có con vì căn bệnh ung thư quái ác, Trấn Thành nghẹn giọng cầu xin ông trời. Trong clip ngắn, bà xã của Trấn Thành tiết lộ nguyên nhân khiến người xem không khỏi xót xa. Trấn Thành Hai Ri Won được khán giả cả nước mến mộ, ngoài tình yêu đầy ngọt ngào lãng mạn, mà họ còn là cặp đôi hài hước, thường xuyên đăng tải những đoạn clip bóc phốt nhau trên trang cá nhân. Hơn nữa, việc kết hôn với danh hài Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ và mong chờ một đứa con của họ chào đời. Tham gia chương trình Man Bird khi đàn ông mang bầu với nhiều trải nghiệm thú vị, Hai Ri Won đã tiết lộ trên sóng truyền hình một bí mật liên quan đến chuyện con cái của hai vợ chồng mà trước đến nay chưa bao giờ chia sẻ. Cụ thể trong một clip ngắn, Trấn Thành chia sẻ về việc vợ chồng có con. Thực sự, đây là chương trình mang ý nghĩa trong đời chúng tôi. Khó có chương trình nào ý nghĩa hơn. Nó cho tôi niềm tin là phải có một đứa con, mà đến giờ này hai đứa vẫn còn rất ham chơi. Ngay cả bà xã tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng. Về phía Hai Ri Won, cô tiết lộ lý do khiến người nghe vô cùng bất ngờ. Sức khỏe của mình đã từng bị ung thư cổ tử cung, chưa khám lại vì năm nay là năm cột mốc để xem ung thư có tái phát không. Nếu mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Đây là thông tin khiến khán giả bàng hoàng, bởi từ trước đến nay, người ta vẫn thấy một Harry năng động và xuất hiện khắp trên truyền hình với vai trò một MC các chương trình game show và một nữ ca sĩ xinh đẹp. Đồng cảm với bà xã Trấn Thành bày tỏ, con mình đẻ ra thì bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm như vậy, tôi không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hy vọng ông trời thương sẽ cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp, lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện kinh tế cũng như sự hy sinh để cho một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo nhất để cho nó có một cuộc sống tốt đẹp. Vợ chồng Trấn Thành mong muốn chào đón đứa con ra đời trong sự đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Với những mong mỏi đầy yêu thương của vợ chồng Shinri, mong rằng họ sẽ có được những trải nghiệm đầy quý giá, cũng như có được sự hướng dẫn của các chuyên gia xuất hiện trong chương trình và sẵn sàng tinh thần chào đón đứa con của mình. Tuấn Hưng tự tay chuẩn bị quà, hôn vợ đắm đuối trong ngày sinh nhật. Nam ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục khiến bạn bè, khán giả xuýt xoa về sự lãng mạn dành cho bà xã Thu Hương trong ngày sinh nhật. Vào tối 23 tháng 5, trong không gian ấm cúng lãng mạn, nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cho bà xã Thu Hương tại phòng trà do mình làm chủ. Góp mặt trong bữa tiệc bao gồm nhiều bạn bè thân thiết của cả hai. Tuấn Hưng không quên dành nhiều lời yêu thương ngọt ngào cho bà xã Thu Hương. Thay mặt cho ông bà nội, ông bà ngoại và hai con, chúc em tuổi mới sẽ có công việc ngày một tốt hơn. Bên cạnh đấy, em luôn nhớ có anh và các con luôn ở bên cạnh yêu thương em. Và đối với anh hứa với em, luôn yêu em nhiệt tình nhất, chân thành nhất. Tuấn Hưng gửi lời chúc sinh nhật tới bà xã. Ca sĩ Tuấn Hưng dành lời ngọt ngào cho bà xã trong ngày sinh nhật. Vừa trở về từ Sài Gòn, Tuấn Hưng nhờ bạn bè giúp đỡ để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho bà xã. Nam ca sĩ trang trí nhiều bóng bay ánh kim và hoa tươi để mừng vợ đón tuổi mới. Tuấn Hưng còn chuẩn bị bánh ngọt, hoa hồng tặng vợ. Ngoài ra, anh còn mang đến món quà đặc biệt cho vợ,
Dù hộp quà lớn, nhưng khi mở ra lại chứa rất nhiều bóng bay. Tuấn Hưng ngầm giải thích về món quà này. Anh cho biết, đây chỉ là những quả bóng bay tượng trưng cho những gì thăng hoa nhất của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng tất cả những điều đấy sẽ phải giữ lại và không thể để bay đi mất được. Đáp lại hành động lãng mạn của chồng, Thu Hương chia sẻ, cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em. Món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa. Trước sự hò reo của đông đảo bạn bè, đôi vợ chồng hôn nhau say đắm. Trong sinh nhật năm ngoái của bà xã, Tuấn Hưng từng khiến cô bất ngờ với món quà là bó hoa, 99 bông hồng. Dù cưới đã được 4 năm, cặp đôi có hai con, một trai một gái và tình yêu ngày càng mặn nồng. Mỗi lần đi lưu diễn xa nhà, Tuấn Hưng thường viết những lời nhớ nhung ngọt ngào anh dành cho bà xã trên trang cá nhân. Trước tình cảm mà ông xã và người thân bạn bè dành cho mình trong ngày sinh nhật, Thu Hương xúc động viết trên trang cá nhân, số đúng là số sướng, đến công ty thì được công ty tổ chức sinh nhật cho. Về đến nhà thì có chồng tổ chức sinh nhật cho ạ, hôm qua vui quá, giờ em mới post được ảnh đây ạ, tình cảm là điều quan trọng nhất, thấy mình thật giàu vì luôn có tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều. Cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em, món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa đối với em. Cảm ơn các chị em thân thiết nhất đã rất hết lòng nhiệt tình với em. Bà xã Tuấn Hưng không sống dựa vào chồng mà có sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại bà xã Tuấn Hưng là chủ một cơ sở làm đẹp tại Hà Nội. Tuấn Hưng cũng từng chia sẻ gia đình là hậu phương vững chắc, giúp anh có động lực để anh phát triển sự nghiệp của mình. Cậu con trai lớn của Tuấn Hưng cũng đáng yêu trong những biểu cảm hành động ở tiệc sinh nhật. Gia đình, bố mẹ và vợ chồng Tuấn Hưng cùng hai con. Hai vợ chồng nam ca sĩ mặc tông sụt tông trang phục trắng, trong khi bé Son diện váy công chúa được bố bế. Bố Tuấn Hưng trong tiệc sinh nhật của con dâu Thu Hương. Mẹ nam ca sĩ Tuấn Hưng, người mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu thương, có những lúc quá bận rộn công việc. Mẹ anh là người chăm sóc hai con giúp vợ chồng. Lời khuyên của các Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần. Với những kinh nghiệm của bản thân, diễn viên Cát Phượng vừa dành nhiều lời khuyên hữu ích đến các ông chồng để họ không biến hôn nhân của mình thành địa ngục từ sự vô tâm và vô tư. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ về những sai lầm của đàn ông khiến hôn nhân ngày càng tẻ nhạt. Bà xã Kiều Minh Tuấn đưa ra lời khuyên cho các ông chồng đừng mãi dán mắt vào điện thoại, lướt Facebook và xem các clip không trong sáng trên mạng xã hội mà không quan tâm đến vợ. Các Phượng tâm sự, các anh đang làm chồng ơi, các anh sai quá sai rồi ngang. Một ngày làm việc rã rời, chị em phụ nữ đông đã về nhà, chưa kịp thay quần áo phải lao đầu vào bếp, rồi lo cho con, rồi lau chùi nhà cửa. Nên khi được đặt lưng xuống giường, họ thèm lắm một cánh tay luồn dưới cổ của mình, để cái đầu được gác lên cánh tay và bờ vai của chồng. Sau đó là một nụ hôn nhẹ trên môi và nói khẽ, chúc em ngủ ngon. Và sáng khi ngủ dậy, có thể không còn ôm nhau và cái đầu không còn gác trên cánh tay ấy. Mỗi người một dáng ngủ với cái thần thái ngủ khác nhau, nhưng khi mở mắt ra, cả hai đều quay qua mắt chạm mắt và một nụ cười dành cho nhau, đồng thời một nụ hôn nhẹ trao nhau, lại tiếp tục lăn vào nhau để cái đầu của vợ lại được gác lên cánh tay, ngay bờ vai ấy rồi chúc nhau buổi sáng vui vẻ. Và khi hai người đi làm thì lại tặng nhau một nụ hôn và chúc nhau một ngày làm việc tốt đẹp. Làm ơn, sáng sớm hãy dành cho nhau 5-7 phút, hỏi han chia sẻ công việc hôm qua và hôm nay của nhau như thế nào, rồi sau đó hãy cầm cái điện thoại. Bà xã Kiều Minh Tuấn khuyên nam giới hãy bớt ham mê mạng xã hội và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc người bạn đời của mình. Các anh hãy tập đi nhé, hãy nuôi lại cảm xúc và đốt lại ngọn lửa tình cho vợ, cũng là cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ đã là vợ chồng rồi, đã có con rồi, nên những cái trò đó dị lắm, trẻ trâu lắm. Các anh ơi, nếu còn có suy nghĩ cổ suy ấy thì hãy bỏ ngó ngay và liền nhé. Đừng biến gia đình mình ngày càng trở thành địa ngục từ chính các anh. Đừng biến cuộc sống vợ chồng mình ngày càng trở nên khô hạn. Đừng ham mê cái điện thoại hơn vợ. Đừng say cuồng Facebook và nghiện xem các clip trên mạng, nhiều nhất là cái clip ở chuồng ở ngang. Lâu ngày chính các anh biến các anh thành người tự kỷ và nặng hơn các anh sẽ là người biến thái tư tưởng. Làm ơn đi. Trong mắt các anh, vợ các anh là cám và lê. Nhưng trong mắt những người đàn ông khác thì vợ các anh là tấm và bơm đáy. Làm ơn sửa ngay những cái sai đó đi. Những lời nói thẳng thắn và thật tâm của các Phượng có lẽ đã chạm đến tâm tư và nỗi niềm của nhiều chị em. Bên dưới bài viết, không ít dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của bà xã Kiều Minh Tuấn.
Ngoài cư dân mạng thì một số sao Việt cũng đồng tình với quan điểm của các Phượng. Sự nghiệp Nhã Phương thăng hoa, nhìn Trường Giang ăn mì gói tâm sự buồn đến nhói lòng, ai nghe cũng tội. Xoắn hào quang, cuộc sống của người nghệ sĩ được khán giả ưu ái gọi tên mười khó, có đầy những khoảng trống và sự cô đơn. Tập đầu tiên của show thực tế Man Bird khi đàn ông mang bầu đã cho khán giả truyền hình nhiều tiếng cười và khai mở hành trình dài trải nghiệm cảm giác có thai của 6 ngôi sao. Tuy vậy, chương trình vẫn có độ lắng động khi khai thác chuyện chưa kể của Trấn Thành, Harry Won và đặc biệt là Trường Giang. Nào ai biết, cuộc sống sau ánh hào quang của người nghệ sĩ được khán giả ưu ái gọi tên mười khó cô đơn đến nhường nào. Chắc hẳn, không chỉ có các fan cứng của Giang ca, mà những khán giả quan tâm đến cái tên Trường Giang đều lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh mười khó rời khỏi sân khấu trong ánh sáng nhè nhoẹt và lầm lũi về nhà. Vẫn là Trường Giang với đôi dép tổ ong thương hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên người nghệ sĩ này cất tiếng. Người ta cố gắng tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng chỉ để mưu cầu hai chữ hạnh phúc, vậy hạnh phúc của tôi là gì? Hình ảnh Trường Giang vội vàng tẩy trang ăn mì gói, rồi cô đơn đánh đàn, biết đâu chỉ là một trong rất nhiều đêm anh một mình với cô đơn vì những áp lực, điều tiếng sau ánh hào quang. Trong câu chuyện của Giang, mọi người đều nghe từ một phía và bản thân anh chưa bao giờ muốn lên tiếng. Giang muốn khán giả nhìn vào công việc, các dự án của mình chứ không muốn khán giả bận tâm, Trường Giang chia sẻ. Khi đàn ông mang bầu 2018, sẽ phần nào đó cho mười khó những niềm vui với trải nghiệm chuẩn bị cho một đứa trẻ ra đời. Cuộc sống bận rộn mang đến cho các ngôi sao nhiều điều đáng ao ước, nhưng đến cuối cùng ai cũng cần có một nơi để trở về, các bình yên với hạnh phúc của riêng mình. Trường Giang chia sẻ, nghĩ đến chuyện hai vợ chồng may đồ giống nhau để đi chơi hay do con gái mặc đồ diễn của mình rồi vẽ râu chụp hình thì Giang rất thích. Chắc chưa đến lúc nên ông trời chưa cho mình có được điều đó. Giang hay nghĩ đến cảnh hai cha con nắm tay dạo phố sẽ đẹp như thế nào, còn mẹ là người đứng chụp hình quay phim, mặc đồ vẽ râu diễn kịch ra sao, đó là niềm ao ước không biết bao giờ mình có được. Cũng vì ước mơ về một mái ấm nhỏ vang tiếng trẻ thơ mà Trường Giang nhận lời tham gia show thực tế khi đàn ông mang bầu, anh cùng Hoa hậu Hương Giang tạo nên gia đình phép thuật. Đội chơi vui nhộn, nhanh nhạy, hứa mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc siêu bá đạo.